Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Thì trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút với các bạn. Thì như các bạn đã biết và cũng Khánh Duy cũng đã thông báo rồi và một số các bạn là theo sát Khánh Duy từ trước đến nay thì à, cũng đã được nghe nghe qua rồi. Thì một tuần vừa rồi thì Khánh Duy có một chút chuyện vui của gia đình. Thì à, đại loại là nhà thêm người và giường thêm chỗ. Thì à, Khánh Duy trước tiên là xin cảm ơn các bạn. Một số bạn đã gửi tin nhắn hỏi thăm à, chúc mừng động viên Khánh Duy và thông cảm cho Khánh Duy vì thật uh, thời gian vừa qua Khánh Duy không thể 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 ra chuyện đều được uh, rất mong quý vị uh, thông cảm và bắt đầu từ ngày hôm nay thì Khánh Duy lại vào giường Khánh Duy chưa thể hứa được là sẽ làm ba ngày ba tập Tiên Hiệp một ngày và một tập xuyên không một ngày tức là bốn tập một ngày thì uh, chắc chắn sẽ là hai tập Tiên Hiệp một ngày và một tập xuyên không uh, các bạn bên uh, Tiên Hiệp và các bạn bên xuyên không thì uh, đặc biệt là các bạn bên xuyên không hết sức thông cảm cho Khánh Duy à, cả đời người thì các người ta cứ nói nó một lần thế nhưng mình Khánh Duy cũng là lần thứ hai rồi <laughs> à, không biết nói thế nào hơn à, cảm ơn các bạn đã động viên đã gửi lời tin tin nhắn ủng hộ và chúc mừng Khánh Duy xin cảm ơn tất cả và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện ngoài hôm nay Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube Audio Kiếm Hiệp và kênh youtube Chuyện đằng Ngọc thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 43 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc dài Tập Độc Bộ Thiên Hạ Tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 43 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bây giờ, mấy vị ma tông trưởng lão, đem bọn người mộ dung thủy từ trong thiên ma sách cứu ra những người này thần sắc héo ngưng chật vật đến không chịu nổi ai nấy cũng đều đã bị trọng thương máu tươi không ngừng từ trong người đám mộ dung thủy tuôn ra hữu khí vô lực nhìn về phía diệp húc một quang tràn đầy sợ hãi bọn họ nguyên bản bị diệp húc dùng đại chu thiên tinh đấu trận đồ chấn áp luyện hóa qua ai nấy cũng đều đã bị thương tích trong người tu vi tổn hao nhiều lần này lại bị diệp húc dùng mảnh vỡ thần trung chấn liên tục chín lần mỗi lần giết một người những người khác tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp của ma âm nhưng lại bị dư âm làm cho bị thương càng nặng thêm thậm chí đến cả triệu hội thế tử cũng bị chấn cho thành trọng thương cười khổ không thôi thảm nhất chính là mai đạp sơn trên thân lõa lồ từng quái nhãn đều bị chấn cho nát bấy máu tươi chảy nhỏ giọt xuống biến thành một người máu trận đồ của hắn hầu như đều bị diệp phúc chấn vỡ vô cùng thê thảm triệu du thì há miệng muốn nói diệp phúc không giữ chừng hắn vội vàng câm miệng lại mới lời đâm thọc cũng không dám nói ra một câu. Mục quang của Diệp Phúc quét một lượt qua những người này, đại đa số thấy ánh mắt của hắn đều vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Chỉ có mấy nhân vật hung ác cỡ mộ dung thủy, Mai Đạp Sơn là vẫn như trước không chịu rơi vào hạ phong. Chư vị sư huynh, sau này chúng ta chính là đồng môn, kính xin chư vị chú cố nhiều hơn nữa. Diệp Phúc mỉm cười, chắp tay nói. Nếu như chư vị sư huynh, sư tỷ dám dùng người nhà uy hiếp tiểu đệ một lần nữa, thì tiểu đệ xin hứa, xin thề, xin đảm bảo sẽ diệt cả nhà ngươi, chó gà cũng không tha. Mộ Dung Thủy hừ lạnh một tiếng cười lạnh nói: "Trả lại quy linh phục ma đại trận cho ta, chuyện trước kia ta không chịu cứu nữa, thiết thuyết chiến kỳ cũng có thể về ngươi tất cả." Diệp Phúc nhún nhún vai, lắc đầu nói: "Ăn đi thì gì đó, muốn ta nhổ ra làm sao có thể chứ? Mộ Dung sư đệ, nếu như không phục, chúng ta có thể luận bàn một phen." Mộ Dung Thủy giận quá mà cười, trong mắt hung quang lập lòe, không nói thêm gì nữa. Người trẻ tuổi, thật sự là sức sống người phần. Được rồi được rồi, hãy bớt xàm ngôn đi. Vị Ma tông trưởng lão lớn tuổi nhất kia đối với bọn họ có chút bất đắc dĩ, những người này một tên so với một tên đều kiêu ngạo, một tên so với một tên đều ra tính khó thuần, trong đó Diệp Phúc là người khiến hắn đau đầu nhất. Lúc này, hắn trầm giọng nói: "Thiếu Bảo, ngươi thả những người khác ra đi." Diệp Phúc không người đồng ý, thả bọn Ngọc Xanh quận chúa ra khỏi Ngọc Lâu. Bọn người Ngọc Xanh quận chúa mục quang chấp động, đánh giá chung quanh, lập tức minh bạch khảo thiếu lần này đã chấm dứt. Sao? Thiếu, thiếu chín người ư? Ngọc Xanh dương cái miệng nhỏ nhắn, thất thanh mà nói, nhìn về phía của Diệp Phúc, mục quang không khỏi tràn đầy kính hấp. Chu Bất Quần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm mà nói: chỉ trong một thời gian một cái nháy mắt liền giết chín ngũ phẩm cường giả người khác còn nói là ta tiêu lý tàng đao chu béo diệp huynh à Người mới là chân chính tiêu lý thằng đao kìa Cô nàng lãnh đạm Bạch Quyền Quân này Cũng không thể không động dung Diệp Phúc dùng đại chu thiên tinh đấu trận đồ Đem tất cả mọi người hết thảy chấn áp Tuy thủ đoạn kinh người Nhưng dù sao cũng còn phải dựa vào bọn họ Không nghĩ tới lần khảo thí thứ hai Hắn liền thi triển thủ đoạn lôi đình Giết liền chính người Khiến nàng cũng không khỏi bội phục Tình, 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 tình huống thế nào rồi Quý Khang hết nhìn đông tới nhìn tây Lắp bắp nghi ngờ mà nói một ma tông trưởng lão càng nhìn hắn liền càng chán ghét cười lạnh mà nói tiểu tử thối người đã là thánh tông đệ tử hm. xuân xuân sư thúc ta ta thật sự trở thành ma tông đệ tử hay sao quý khang vẫn như đang lọt vào trong sương mù bất minh sở dĩ kéo xuân dịch thủy trưởng lão qua lúng ta lúng túng lắp ba lắp bắp nói ta 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 hình như cái gì cũng 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 còn chưa làm mà xuân dịch thủy kêu lên một tiếng đau đớn tiểu tử đây là người mệnh hảo, mệnh tốt ta. Hắn cũng không nhịn được cảm khái, mệnh của Quý Khang thật sự quá tốt, bảy tám trăm đệ tử của tất cả các thế gia môn phái khác chỉ tuyển ra 30 người, cạnh tranh thảm thiết, dùng loại tu vi thực lực của Quý Khang, nếu đặt giữa nhiều nhân vật thiên tài như vậy thì thật sự chỉ như gà đất chó cảnh là gà giữ bầy hạt mà thôi, sống không qua một thời ba khắc. Vốn hắn cũng không hy vọng gì ở Quý Khang, không ngờ tới nhờ có sự bảo vệ của Diệp Phúc, cư nhiên một đường suy gió suy nước, hào phát vô thương mà trở thành ma tông đệ tử hắn dặn dò quý khang nói sau này hào hảo đi theo diệp sư huynh ngươi đi ta lần này đại công cáo thành muốn lập tức trở về hướng giáo chủ báo cáo cái tin vui này giáo chủ nếu như biết được việc này nhất định sẽ mừng rỡ cười đến không ngậm miệng được lại kìa một vị ma tông trưởng lão chỉ chỉ quý khang cười nói xuân huynh nếu như trở về núi thì cũng đừng ngại đem luôn tiểu tử này quay về đi xuân dịch thủy vội vàng cười làm lành nói ờ, quý khang hôm nay đã là đệ tử của quý tôn tiểu đệ làm sao dám có cái gan này ờ, cáo từ cáo từ nói xong hắn lập tức chạy biệt giạc theo hướng ngũ linh sơn sợ những trưởng lão ma tông này bức hắn đem quý khang mang đi những người khác cũng thở dài liên tục đều rời khỏi ma tông sơn môn tất cả trở lại nhà mình không biết bao nhiêu nhân vật chấp trưởng các môn phái cùng thế gia đều lắc đầu thở dài Năm nay Thánh Tông chọn lựa đệ tử Kết quả này thật sự làm cho người ta quá bất ngờ mà Mấy vị trưởng lão Ma Tông Gọi đến một lão bộc Trong giữ sân môn phân phó nói Người đi chuẩn bị thuyền Chúng ta lập tức trở về báo cáo với Tông chủ việc này Lão bộc kia vội vàng tiếp lệnh Lập tức trở về chuẩn bị Sau một lúc lâu Chỉ thấy từ trong cương thiết cự thành Từ từ lái ra một tòa lâu thuyền khổng lồ Do tám thớt Long mã kéo Chậm rãi dừng lại ở bên cạnh thành những con long mã này khắp người đều là long lân đỏ rực sau lưng mọc lên hai cánh đều là đại yêu đã tu luyện ra nguyên đan lại bị ma tông thu phục làm vật chuyên trở thay cho chân người lâu thuyền này hiển nhiên cũng là một kiện trọng bảo lực phòng ngự kinh người lực công kích cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng chỉ cần một con lâu thuyền thì giá trị liền vượt xa của cải của bất cứ môn phái nào mà diệp phúc đã từng chứng kiến qua trong quá khứ khiến cho người cũng nghẹn họng nhìn chân chối không thể không bội phục Hoàng Tuyển Ma Tông nội tình thâm hậu. Gia nhập môn phái như vậy, cho dù là hắn, trong nội tâm cũng kích động vạn phần. Mọi người leo lên lâu thuyền, chỉ thấy tám thất long mã tức giận gầm rú, long ngâm liên tiếp, kéo động thuyền lớn một tiếng ngầm vang, phá vỡ âm trướng, giống như một đạo lưu quang bay ra khỏi phạm vi Bách Man Sơn, bay về phía Thập Vạn Đại Sơn ở phương Nam vậy. Diệp Phúc đứng ở mép thuyền, cúi đầu bao quát, chỉ thấy phía dưới từng tòa dãy núi lên miên phập phòng cao thấp bất đồng, hình dáng cũng khác nhau. Trong dãy núi lại có từng tòa thành quách có dân chúng sống trong đó. Những thành quách nằm trong dãy núi này lướt qua trong lòng của hắn khiến hắn cảm khái vạn phần. Chẳng bao lâu sau, Bách Man Sơn một thời là dãy núi hùng vĩ nhất trong hắn, một dãy núi muốn tìm tòi đến tận cùng là một điều không thể xảy ra. Ngày nay kiến thức của hắn càng lúc càng rộng, mới biết tầm mắt của chính mình xưa nay là hạn hẹp cỡ nào. Làn gió thơm bay tới, Ngọc Xanh quận chúa đứng ở bên cạnh hắn, nhìn dãy núi ở xa xa cười nói: Diệp huynh, mấy chục vạn dặm lãnh thổ của Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn đều là phạm vi thế lực của Thánh Tông. Các triều đại đổi thay, hoàng triều thay đổi, từng cái triều đại, triều đình đều đối với Thánh Tông kiên kỵ không thôi. Đồng thời cũng đều tự lôi kéo, đem dãy núi Minh Mông này phong cho Thánh Tông, Thánh Tông có thể nói là một tiểu triều đình ở trên phiến lãnh thổ này. Bạch Uyển Quân cũng tới bên cạnh hắn, gật gật đầu nói: "Tổ tiên Bạch gia ta cũng từng có một người xuất thân từ Thánh Tông." về sau ở dưới chứng của thủy hoàng đế nam Trinh bắc chiến thảo phạt lập nhiều chiến công hiển hách kìa chu bất quần hết nhìn đông tới nhìn tây phát hiện ma tông trưởng lão không ở phụ cận lúc này mới thấp giọng cười nói à, ta nghe nói lúc trước thủy hoàng đế tu vi đại thành lẻ loi một mình đi vào trong thánh tông cùng ngay lúc đó tông chủ định ra ba chiêu ước khen nếu như trong vòng ba chiêu hắn có thể thắng được hoàng tuyển ma tông sẽ nghe theo lệnh của đại tần điều khiển một trận chiến này tông chủ bại trận đành về thần phục đem mấy chục vạn giảm lãnh thổ của thập vạn đại sơn quy về cho lãnh thổ đại tần kia. Ngọc xanh quận chúa nghe hắn nhắc tới vi hoàng, sự tích của tổ tiên mình thì anh khí đột phát, nàng cười nói: "Thật là có chuyện như vậy, ừ, bất quá thì hoàng đế là thắng hiểm một chiêu, nhưng bị vị tông chủ kia đánh thành trọng thương, lưu lại bệnh kín. Nếu không phải như thế, thì hoàng đế cũng sẽ không anh niên tạo thế mà chết trẻ như vậy." Nói đến đây, nàng lên thở dài, Triệu gia chỉ xuất hiện mỗi vị thủy hoàng đế này là hùng tài bá lược, mấy vị tần hoàng sau này đều không có được sự khôn ngoan của thủy tổ hoàng đế. Nếu không đã sớm quét qua quốc gia khác thống nhất thế giới vô hoang rồi. Diệp Phúc cảm xúc bành trướng, hắn cười nói: "Đáng tiếc không thể nhìn thấy phong thái của thủy hoàng đế năm xưa." Trong lâu thuyền, bốn vị trưởng lão Ma tông ngồi ở bên cạnh bàn, lật xem một chồng điệp tông, chỉ thấy trên những tông cuốn này viết tên của một đám người. Mộ Dung Thủy, Triệu Ngọc Xanh, Chu Bất Quần đều có tên ở bên trên, tên của Diệp Phúc cũng xuất hiện. Bốn người im lặng sau nửa ngày, trong đó một trưởng lão gật đầu nói: "Ngũ độc giáo Diệp Thiếu Báo, tộc tịch tại Liễu Châu, theo báo cáo thì hẳn là không có vấn đề gì, không phải đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung." Hề, hey, bất quá là lịch của tổ tiên Diệp Phú Ngược lại có chút ý tứ Dĩ nhiên là một nô tài của Quang Minh Thánh Địa Một đại phái trong chính đạo Trộm một quyển kinh thư chạy trốn tới phụ cận Bách Man Sơn Người này lại có thể từ trong cuốn kinh thư này tự ngộ võ học trở thành ma đạo vũ sĩ, khai sáng ra một tiểu thế gia. Một tên trưởng lão khác cũng lắc đầu cười nói. Ta cũng nhìn không ra Diệp Thiếu Bảo là người của chư thiên tinh cung. Trưởng lão lớn tuổi nhất khép lại tông cuốn nói. tuy hey, nhìn không ra nhưng cũng không có nghĩa là hắn không phải gian tế của tinh cung. Việc này chúng ta vẫn là thành thành thật thật bẩm báo với tông chủ. Thỉnh lão nhân gia ông ta định đoạt vậy. Những người khác gật đầu đồng ý Đều cười nói Đúng vậy Tông chủ chí mưu thông thiên Mặc dù tinh cung của âm mưu gì Cũng khó trốn khỏi bàn tay của hắn Tám thất long mã Lôi kéo lôi thuyền bay ra mấy vạn dặm Rút cục tốc độ cũng dần dần chậm lại Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy từng tòa thanh sơn săn sát Môn hình vạn trạng Thẳng nhập vân tiêu Cắm vào thanh minh Những thanh sơn này có linh khí quấn quanh Như một sợi tơ tuyết trắng Phiêu phù ở giữa sườn núi xa hoa xa xa chuyển đến tiếng hô kỳ kỳ quái quái Diệp phúc chứng kiến một con ưng xà từ trong núi sâu bay ra mang theo một cỗ khí tức man hoang cuồng dã bay qua bên cạnh lôi thuyền thân hình uyển chuyển dài đến hơn nghìn thước vũ mao cực kỳ cấu lệ ưng xà khổng lồ này có con mắt như viên ngọc lục bảo bảo thạch cự đại đứng ở cạnh lôi thuyền mắt to nháy động trong miệng phát ra tiếng người ôm mồm mà nói là đệ tử mới tới sao thoạt nhìn có vẻ rất ngon miệng eh, 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 eh mọi người đều bị dọa đến hồn bất phụ thể ưng xà cạc cạc cười quái dị hướng xa xa bay đi yêu thú thượng cổ dị chủng từ trong núi sâu bay ra càng ngày càng nhiều có xuân ngột hùng tranh ly vẫn mặc dao quỳ Ngưu, trọn vẹn hơn 10 loại có xa xa hướng lâu thuyền nhìn thoáng qua lại có con bất chấp quy tắc trực tiếp nhảy lên trên thuyền vơ vét tài sản mọi người ép bọn họ nôn ra máu mà cung phụng cho nó còn có con hảo hoa phong nhã một bộ dạng rất là lễ phép mấy vị trưởng lão từ trong khoang thuyền đi ra đem những thượng cổ dị chủng này xua tan cười nói những người này cũng không có ác ý các ngươi không cần phải lo lắng đâu chỉ là mỗi lần ma tông ta có đệ tử mới đến bọn họ đều đến để vơ vét tài sản nhằm giao uy với các ngươi ồ oh, thiệt nhiều vu hồn giới đột nhiên có một người thất thanh nói diệp phúc ngẩng đầu nhìn lại trong nội tâm không khỏi cả kinh chỉ thấy từng tòa thanh sơn đỉnh núi đứng sừng sững từng tòa từng tòa cao lâu những cao lâu này phần lớn là sáu bảy tầng tám tầng cũng có lâu thể tươi sáng. Mỗi một tầng lầu các đều là một tiểu thế giới, bên trong thanh sơn thủy tú, linh lung diễm lệ, nhìn thật cực kỳ rõ ràng. Đây là một dãy vô hồn giới san sát nhau, là do ngọc lâu của cao thủ Ma Tông sau khi chết biến thành. Khác với vô hồn giới ở Mã Đạp Hồ, những vô hồn giới này cũng không có thiết hạ cấm chế, bởi vậy có thể xem thông thấu được. Những vô hồn giới này có một số đã đem ngọc lâu tầng cao nhất mở ra, hiển nhiên những Ma Tông cao thủ này đã tu luyện đến đỉnh cấp khó có thể tiến thêm được một bước nữa rốt cục thọ nguyên hao hết chết già ở trong núi mỗi một tòa vô hồn giới đại biểu cho phần mộ của một cao thủ từng tòa vô hồn giới đứng vững ở trong này tượng trưng cho huy hoàng lịch sử đã lâu của hoàng tuyển ma tông đã đến thánh tông tổng đàn một vị trưởng lão họ tiết mở miệng cười nói diệp phúc nhìn về phía trước chỉ thấy dãy núi trên không nổi lơ lửng một vòng tròn cự đại màu vàng chanh có vẻ là do hoàng đồng tạo thành tòa chậu trôi nổi ở giữa không trung lâu thuyền dần dần tiếp cận liền càng có vẻ cự đại hơn bên cạnh vòng tròn có mây trắng làm bạn đám mây vốn thật lớn nhưng so sánh với vòng tròn thì chỉ như những bông hoa bé nhỏ bên trên vòng tròn từng dãy núi phập phồng không ít cung điện tọa lạc ở bên trong dãy núi diệp phúc cũng chú ý tới còn có một dòng sông uốn lượn vần quanh một tòa đại thành trung tâm đại thành có 18 tám tòa vô hồn giới đứng sừng sững ở đấy tòa đại thành này chính là hoàng đạo ma tông tổng đàn những vô hồn giới kia là lịch đại tông chủ thánh tông ta sau khi tạo hóa lưu lại. Trưởng lão họ lỗ lớn tuổi nhất thản như nói. Diệp Phúc trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy 18 tòa vu hồn giới này mỗi một tòa đều có 9 tầng. Chỉ có thể thể chất tuyệt đỉnh đặc thù thiên đạo mới có thể ban thưởng 9 tầng ngọc lâu. Mà ở ma tông tổng đàn 9 tầng ngọc lâu thậm chí có đến 18 tòa. Phải biết rằng Đại tần khai quốc hoàng đế cũng là một trong ngũ đại đặc thù thể chất đạt được cũng là chín tầng ngọc lâu thiên đạo truyền thừa. Bởi vậy mới có thể thành bá chủ thiên hạ, thành lập đại tần hoàng triều thời đại truyền thừa. Đại hạ hoàng triều hai vị vua hoàng đại đế càng là khủng bố, bọn họ cũng là thể chất đặc thù thống nhất vua hoàng cơ hồ mà trở thành thiên đế. Mà hoàng tuyến ma tông lịch đại tông chủ lại xuất hiện nhiều đặc thù thể chất như vậy thực sự là một truyền thừa khủng bố. Một bước lên trời, đây là một bước lên trời mà. Mai Đạp Sơn toàn thân máu tươi đầm đìa, dãy dọa đứng dậy, tựa ở mép thuyền nhìn lại, con mắt lập tức trợn trừng, trong miệng thì thảo không thôi. Không ai bởi vậy mà chơi cởi hắn cả, trong nội tâm tất cả mọi người đều có ý nghĩ đấy, gia nhập môn phái như vậy thật là một bước lên trời. Lâu thuyền tiếp tục đi tới một ngọn núi, bên cạnh tòa đại thành thì chậm rãi đáp xuống, dừng lại ở trước một đại điện trên đỉnh núi. Lập tức có hơn 100 lô bộc chào đón nhất tẻ không người. Lên tiếng nói: "Lão gia, lão gia!" Tiết trưởng lão gật đầu nói, um, những người này đều là tân tấn lão già, các ngươi phải cẩn thận hầu hạ. Những nô bộc kia vội vàng vâng mệnh. Ma đạo môn phái hoặc là thế gia thường nuôi không ít nô bộc. Ngày thường những nô bộc này phụ trách quản lý công việc ở trong núi, tiếp đãi khách nhân, việc gì cũng có. Tiết trưởng lão vừa dứt lời, xoay người nói với bọn người dẹp húc Các ngươi ở lại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày trước đi. Đợi sau khi các trưởng lão trong giáo thương nghị xong, sẽ an bài linh sơn cho các ngươi tu luyện. Ai nấy đều có sư tôn riêng dạy bảo, chỉ điểm các ngươi tu hành. Sau đó, hắn lại trịnh trọng phân phó Diệp Phúc, hắn nói: "Ngươi đừng có mà nháo sự đấy." Diệp Phúc cật đầu cười nói: "Tiết trưởng lão yên tâm đi, ờ, người khác không chọc đến ta, đệ tử cũng có cảm ơn trời đất rồi, như thế nào lại đi chọc người khác chứ? À đúng rồi, Tiết trưởng lão." Trên mặt của hắn làm ra vẻ khó khăn, ấp a à, ấp úng mà nói: "Đệ tử đánh chết bọn người Trần Kỳ." Tài sản của bọn họ đều rơi xuống trong thiên ma sách rồi, chưa kịp thu lại, ừ, không biết trưởng lão có thể để ý những tài liệu kia hay không. Ồ, à, 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 đúng là tiểu quỷ đầu tham tài mà. À, 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 à. Tiếp trưởng lão cười ha hả, tiến lên thiên ma sách, đem tất cả tài sản của mấy người chết kia hết thảy vứt xuống dưới nói: "Những vật này, lão phù trưởng mắt cũng chỉ có người mới có thể để chúng vào trong lòng thôi. Nhớ kỹ, đừng có mà gây chuyện." hắn cứ mãi dặn dò mà vẫn là có chút không yên lòng diệp phúc trong nội tâm vui mừng liên tục gật đầu đồng ý vội vàng đem tất cả thu vào trong ngọc lâu của chính mình trong nội tâm lúc này mới cảm thấy an tâm những bảo vật này cấp độ cường giả như tiết trưởng lão chứng mắt nhưng với hắn mà nói vẫn là ưa thích cực kỳ hôm bữa hắn luyện chế thấy dương tinh phiên cơ hồ đem tất cả tài liệu hao hết hiện giờ cần phải có đại lượng tài phú đến luyện chế cái tinh phiên khác còn phải tu bổ đại diễn thần trung bọn tiết trưởng lão rời đi nhưng nô bộc kia đánh bạo tiến lên thỉnh mọi người đều tự tìm một gian nhã xá mà ở lại. Một nô bộc dẫn dắt Diệp Húc đi đến trước một tòa tinh xá, không người cười nói: à, "Lão già nếu có như như có chuyện gì, cứ 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 việc phân phó." Diệp Húc phất tay áo bảo hắn rời đi, lập tức tiến lên Ngọc lâu kiểm kê tài liệu cùng bảo vật của chính mình đoạt được. Qua thật lâu, các loại tài liệu cùng bảo vật lên bị hắn phân loại xong, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ. Thật không ngờ công ta ác chiến một hồi, Hôm nay tài phú của ta đủ để có thể đem Thái Dương Tinh Phiên hoàn toàn luyện thành rồi. Thái Âm Tinh Phiên cũng có khả năng. Ừ, tài liệu còn lại không thích hợp luyện chế Tinh Phiên, chỉ có thể dùng để đổ lấy tài liệu thích hợp. Hey, chẳng qua hiện nay tài liệu của ta đáng tiếc đã không có viêm Dương Lôi Hóa mà Thái Dương Chân Hóa chỉ đủ dùng để dần luyện nguyên thần mà thôi. Trong ngọc lâu của hắn còn có ba 400 kiện vu bảo đủ loại tài phú của đệ tử các môn phái thế gia tham gia tuyển chọn lúc trước có đến hơn một nửa là rơi vào tay của hắn hiện tại tài phú của hắn rất thâm hậu hoàn toàn có thể so sánh với một môn phái loại nhỏ thậm chí còn có dư đáng tiếc những vua bảo này là đã định hình rồi đối với ta tác dụng cũng không lớn trừ phi phân giải tài liệu diệp phúc trong nội tâm tính toán một lát thầm nghĩ đem những vua bảo này phân giải thật sự là quá lãng phí nếu có địa phương cùng loại như la phù đảo thì tốt quá rồi trực tiếp dùng những vua bảo này đổ lấy tài liệu như vậy tinh phiên của ta liền có thể luyện chế được hơn 13-14 mặt rồi mọi người ở chỗ này ở mấy ngày diệp phúc một bậc ăn phận thủ thường sáng sớm ngày hôm đấy bọn người tiết trưởng lão hàng lâm lần nữa đưa bọn họ triệu tập lại diệp phúc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tiết trưởng lão đứng phía sau hai mươi ba cao thủ ma tông chắc hẳn chính là ân sư thụ nghiệp mà hoàng tuyển ma tông an bài cho bọn họ chỉ điểm bọn họ tu hành như thế nào chỉ có hai mươi một người vậy diệp phúc nao nao tiết Trường lão lúc này cao giọng nói mộ dung thủy định cư thanh thúy phong sư nghiệp ân sư đinh hạo nhất ma tông cao thủ thần thái lãnh đạm thân thủ một chảo liền đem mộ dung thủy cắm ở trong tay rồi trầm giọng nói à, tiết sư huynh ta về núi trước dạy dỗ mộ dung gia tiểu nhi dứt lời hắn phóng lên trời mang theo mộ dung thủy ngang ngang rời đi mai đạp sơn cư trú hắn dương phong thụ nghiệp ân sư mã mang lại có một ma tông cao thủ ra khỏi hàng cười tủm tỉm mang đi mai đạp sơn tiết trưởng lão đọc lên một cái tên liền có một vị ma tông cao thủ đem người mang đi sau một lúc lâu, 21 vị cao thủ đều tự mang theo đệ tử rời đi, chỉ có ân sư của Quý Khang có chút không vui, hiển nhiên đối với đệ tử này cũng không hài lòng. Giờ phút này, trong chàng chỉ còn lại có Diệp Phúc một mình. Chẳng lẽ Tiết trưởng lão chính là ân sư của ta sao? Tiết trưởng lão trên mặt có vẻ khó khăn, nhìn nhìn Diệp Phúc trầm mặc sau nửa ngày. Diệp Phúc trong nội tâm không yên, lại qua sau nửa ngày, chỉ nghe Tiết trưởng lão chậm chậm rãi mà nói: "Hây, thiếu báo, tình huống của người có chút đặc thù, hắn lại qua nửa ngày nữa không nói Giờ phúc lại càng nóng vội thế thế hắn mới chậm rãi lên tiếng mà nói sau khi chư vị trưởng lão chúng ta thương nghị thì đã nhất trí cho rằng ngươi là kỳ tài ngút trời cao thủ tầm thường không thể làm thụ nghiệp lão sư của ngươi được bởi vậy quyết định để cho thái thượng trưởng lão vệ đạt tự mình dạy bảo ngươi vệ đạt sư thúc tu vi đến kinh thiên động địa là cao thủ hiếm thế của bổn tôn tu vi thầm bất khả chắc so với tông chủ thánh tông ta cũng không kém hơn bao nhiêu đâu bái ông ta làm thầy mỗi phận của ngươi là có thể cùng ta bình khởi bình tọa không biết nào ước chết bao nhiêu người đấy diệp phúc vừa mừng vừa sợ vội vàng nói lời cảm ơn tiết trưởng lão sắc mặt quỷ dị cười nói cảm ơn ta ngược lại không cần ta cũng là bị người khác chơi xấu và làm tên áp nhân này thôi đến lúc đó ngươi đừng sau lưng mắng ta thì tốt rồi hắn không dám nói nữa vội vàng quát người tới đi một lão mộc liền bước lên phía trước Tiết trưởng lão trầm giọng mà nói Người mang theo diệp lão ra Chạy tới quan tinh phong Nhanh chóng tiến đến không được đến trễ Lão mộc này vội vàng vâng mệnh Cẩn cẩn rực rực nói Diệp lão ra mời theo lão nô Lão nô này cũng là một vũ sĩ Tư chất ngược lại không thể nào xuất sắc hơn Nhưng tu vi cũng đạt tới hạng nguyệt kỳ Có thể tiến lên vu bảo phi hành Diệp phúc trong nội tâm nghi hoặc Không tiện mà hỏi lại Chỉ đành đi theo lão mộc này bay ra khỏi tổng đàn Hoàng tuyển ma tông Chỉ thấy lão mục này bay về phía một tòa linh sơn địa thế cực cao ở trong thập vạn đại sơn tiết trưởng lão đưa mắt nhìn hắn đi xa hướng công trung cười khổ mà nói lỗ sư huynh chúng ta chúng ta làm như vậy có phải là có chút vô nhân đạo quá hay không đây vệ đạt lai sư thúc Cũng thọ nguyên đã hết rồi chỉ sợ dạy bảo tiểu tử này không được bao lâu sẽ gặp nguyên thần tán loạn mà hồn quy thiên lỗ trưởng lão hiện ra ở trong cung trung thản nhiên mà nói Ai bảo hắn là gian tế hiểm nghi chứ Hắn lắc lắc đầu nói Ta đã dùng thông tâm thần kính chiếu qua nguyên thần của hắn Tuy không phải là tinh nguyên thần Mà là chỉ có đệ tử của tinh cung mới có Nhưng là không thể rửa sạch được hiểm nghi của hắn đâu Tiết trưởng lão thở dài lầm bầm mà nói Hy vọng vệ đặt lai sư thúc có thể dạy bảo thêm cho hắn mấy ngày Nếu không tiểu tử này tư chất quán tuyệt Chỉ sợ là lại vì thế mà lãng phí mất thôi Hề Ai lại nói qua thật lâu diệp phúc đi theo lão bộc này bay đến một nơi xa gần nghìn dặm rút cục cũng đuổi tới quan tinh phong chỉ thấy ngọn sân phong này cao không thể lượng đỉnh núi còn tại ở trên tầng mây phảng phất đưa tay có thể bắt nhật nguyệt tinh tú bất quá phía trên quan tinh phong ước chừng ngàn mét cao chính là nơi thiên sát lôi sát phong sát dương sát cùng hội tụ mang theo cuồn cuộn, cuộn lôi âm làm cho người ta kinh sợ cho dù là huyễn thai kỳ cao thủ như bách khoa cung chủ chỉ sợ cũng không dám xâm nhập vào Quan Tinh Phong sao? Nơi tốt, thích hợp để ta tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển. Diệp Phúc thì mừng rỡ trong lòng, đỉnh núi Quan Tinh Phong rộng ước chừng 450 dặm, trơn nhẵn trông như gương, chỉ có giải xác một tòa đại điện, nơi đây không có bao nhiêu nhân khí, không không đáng đáng, mặt khác còn có mấy trăm nô bộc ở chỗ này quản lý. Nơi tiếp cận đỉnh núi đã bị bọn họ mở ra không ít khối linh điền trồng các loại dược liệu. Còn ở dưới chân núi thì nhiều địa phương tràn ngập các loại yêu khí Hẳn là các loại đại yếu dị thú Đóng địa bàn ở nơi đó rồi Lão bộc kia tiện hắn tới đây Gọi vài tên nô bộc khác Phân phó vài câu Rồi liền lập tức cáo từ rời đi ờ, Nguyên lai like, là tấn tấn tiểu lão ra ờ, Diệp lão ra Mời theo tiểu nhân đến bái kiến vệ phong chú Một nô bộc trẻ tuổi cười nói Diệp Phúc đi theo hắn Bay đến tòa đại điện Vừa đi vừa đánh giá chung quanh Chỉ thấy ngoại trừ tòa đại điện này ra Thì còn có 7-8 tòa vô hồn giới Dựng đứng tại đỉnh núi hẳn là cao thủ ma tông ngày xưa tạo hóa ở đây những vô hồn giới này mỗi một tòa đều có hơn 8 tầng hiển nhiên đều là cao thủ đỉnh cấp của ma tông cường giả không thua kém tông chủ tiết trưởng lão đối với ta thật sự không tệ cư nhiên tìm cho ta một ân sư cấp thái thượng trưởng lão diệp phúc trong nội tâm đối với tiết trưởng lão có chút cảm kích hắn còn chưa đi vào tòa đại điện đột nhiên chỉ nghe trong điện truyền đến một tiếng thở dài thanh âm giả nua ung dung nói lòng ta như mãnh hổ thân như khô mộc hôm nay thọ nguyên đã hết thàn xuất tử ý đường nơi nào đến nơi nào đi hồn phi phách tán nguyên thần quay về thiên địa thanh âm kia vang vọng vân tiêu thật lâu không dứt sau đó một tòa tám tầng ngọc lâu đột nhiên từ trong điện bay ra hóa thành từng đạo linh quang phân giải chỉ còn lại có một tòa vô hồn giới lẳng lặng đặt mình trên đỉnh núi song song với những vô hồn giới khác đèn thế <laughs> Giáp phúc nghẹn họng nhìn chân chối còn chưa phục hồi tinh thần lại chỉ thấy nô bộc dẫn đường cho mình sắc mặt tái nhợt thân thể quơ quơ đột nhiên quỳ lại đầy đất khóc lớn mà nói vệ phong chủ quy tiên rồi phong chủ quy tiên mấy trăm nô bộc đều quỳ lại trên mặt đất thảm thiết mà khóc không thôi cô lẩm hay không vậy ta ta còn chưa kịp bái sư mà diệp phúc đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ gió mát phơ phất thổi rối loạn tóc mai của hắn qua hồi lâu những nô bộc kia đều đứng dậy đứng ở trước người của hắn nhất tề quỳ xuống lại thanh âm to lớn truyền khắp dãy núi chúng nô tài cung nghênh diệp đại lão gia diệp phong chủ thỉnh phong chủ nhập điện chủ trì quan tinh phong sao ta ta còn chưa biết sư phụ của ta có bộ dạng như thế nào nữa mà diệp phúc đứng ở trước đại điện quan tinh phong im lặng thật lâu trong lòng không biết là vui hay buồn hắn sở dĩ muốn gia nhập hoàng tuyển ma tông một phần muốn tránh né kẻ thù đặc biệt tránh né hạ gia đổi giết còn phương diện khác cũng là vì mình một mình tu luyện dễ dàng lạc lối nếu trở thành đệ tử ma tông có được người chỉ điểm tu luyện thế tất sẽ thuận buồm xuôi gió không ngờ hắn còn chưa kịp bái sư thì nguyên thần của sư phụ đã tán loạn bản thân hắn u, u mê mê trở thành người đứng đầu của một phong một ngọn núi nhưng không có ai chỉ điểm tu hành không có hậu trường khiến cho hắn quả thực không thể cao hứng nổi mời phong chủ nhập đến dưới sự thúc giục của mấy trăm nô bộc hắn lúc này mới chậm rãi đi vào bên trong đại điện tinh chủ những nô bộc này chỉ có thể đứng ngoài xem chừng cũng không có ai dám can đảm đi vào đại điện tinh chủ là vu bảo do phong chủ quan tinh phong luyện chế đem toàn bộ quan tinh phong nắm ở trong tay trong đó có trung tâm hộ sơn đại trận nhập vào đại điện tinh chủ liền đại biểu cho phong chủ đời tiếp theo nhậm chức diệp phúc tuy rằng chưa kịp bái sư nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn là đệ tử của vệ đạt địa vị có thể đặt song song với tông chủ hoàng tuyển ma tông bởi vì vậy chỉ có hắn mới có tư cách kế thừa đại điện tinh chủ này Những người khác cũng không có tư cách trở thành phong chủ của quan tinh phong Đại điện tinh chủ là truyền đời đời Chỉ có phong chủ mới có thể tế luyện Hơn nữa sau khi phong chủ mất đi Không thể thu tòa đại điện này vào trong vô hồn giới của mình Phải lưu lại cho phong chủ đảm nhiệm tiếp theo Đây chính là quy củ Bởi vậy sau khi vệ đạt chết đi Ngọc Lâu phân giải Vô hồn giới tung bay Đứng rừng sững ở một chỗ Nhưng mà đại điện này vẫn ở chỗ này Lưu cho hậu nhân bên trong đại điện tinh chủ diệp phúc từng bước đi tới vị trí trung tâm của tòa đại điện này vệ đạt là ma tông thái thượng trưởng lão người này vẫn không có thu qua đệ tử vẫn một mình ẩn cư trên quan tinh phong tinh chủ đại điện có vẻ trống trải lạnh lùng chỉ có mấy giá sách một ao nước cùng một khối bồ đoàn trong ao nước có vẻ đó hoa sen sinh trưởng chỉ có lá sen lơ lửng trên mặt nước cũng không có hoa sen diệp phúc nhìn kỹ lại chỉ thấy một lão giả lông tóc bạc trắng đang quanh chân ngồi trên một phiến lá sen trên đầu lão mái tóc trắng như tuyết lông mi dài bảy tám xích không gió tự bay phất phới bên người nói như vậy đây đây chính là sư phụ của ta trong lòng có mãnh hộ cái gì mà mãnh trí tại thân cao nhân mà giáo một thế hệ khi còn sống thì long trở lở đất sau khi chết không người nghe thấy không người bái tế hey, thật sự là đáng tiếc mà diệp phúc đang định tế bái vệ đạt thì đột nhiên thấy vệ đạt mở mắt dường như mỉm cười với hắn diệp phúc không còn hoảng sợ nhưng chỉ thấy vị lão giả ngồi kênh chân trên, trên lá sen này thân hình đột nhiên hóa thành một đóa hoa sen trắng trắng nõn nơ lửng ở trên mặt nước vậy đóa hoa sen này cực kỳ yêu dị quanh thân tràn ngập yêu khí nhưng không có hóa yêu cũng không có bất luận suy nghĩ gì cả sau khi chết thân thể hóa thành yêu liên lão khi còn sống tu luyện công pháp gì vậy sao sao lại quỷ dị như vậy Diệp Phúc ổn định tâm thần, nhấc chân bước vào trong hồ nước, hướng tới yêu liên kia. Hắn mới bước ra nửa bước đầu tiên, đó hoa sen trước mặt đột nhiên càng lúc càng lớn hơn khoảng cách cũng càng lúc càng xa chỉ sợ có ngoài ngàn dặm rồi diệp phúc bước ra bước thứ hai đóa yêu liên này đã giống như một ngọn núi ở trên mặt biển mà hồ nước cũng không còn là hồ nước nữa mà là một phiến biển rộng vô cùng trong hồ nước nhấc lên sóng xanh đó là sóng to gió lớn gió thổi phi vu tạo thành những con lốc trên mặt biển bên ngoài hồ nước hiện lên hơi nước như có như không biến thành mê đen trước mặt của hắn Mây đen bay trên biển tạo thành lôi điện khủng bố tới cực điểm. Diệp Phúc vội vàng lùi về phía sau, nhảy lên bờ, chỉ thấy biển lại biến thành nước hồ rộng có mấy trượng. Hoa sen trên lá sen vẫn như trước bình thường vô cùng. Hắn thử lại vài lần, rứt cục cũng xác định cái hồ nước diện tích không lớn này chính là một mảnh mảnh đại dương minh mông. Tuy nhiên đại dương minh mông này đã bị một vị vô sĩ có thực lực thâm sâu không lường được cưỡng ép di chuyển tới quan tinh phong. Sau khi luyện hóa dung nhập vào trong đại điện tinh chủ. Ta à, nếu có thể thu được đóa hoa sen này Có thể mang trồng ở trong công đức liên hoa chỉ của ta Nó không chừng còn có dịu dụng khác kìa Diệp Phúc trong lòng khẽ động Nhưng lập tức lắc đầu Đóa hoa sen này dễ cây như núi lớn Cắm sâu vào trong biển rộng Thực lực của hắn là không thể nào rút ra được Lúc này hắn đi tới bên cạnh bộ đoàn Không có phát hiện ra gì khác thường Lập tức đi tới mấy cái giá sách Cao hư yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh sao Đây là công pháp vệ trưởng lão đã tu luyện Đáng tiếc lão cũng không thể có được thọ nguyên vô lượng vẫn là thân thể suy bại hao hết thọ nguyên có thể thấy được cái cấm pháp tàn khuyết này chỉ là khoác lác mà thôi diệp phúc đặt vô lượng thọ nguyên kinh xuống tiếp tục đi kiếm sách khác tìm kiếm bút ký tu luyện của vệ đạt hoặc là một chút chỉ điểm tu hành gì đấy hiện giờ hắn không thiếu tâm pháp chỉ thiếu người khác chỉ điểm đương nhiên còn thiếu khuyết cả tài liệu luyện chế vu bảo nguyên thần thứ hai rượu giải ư diệp phúc lấy ra một quyển bút ký trên mặt viết chữ, cũng không biết là của Vệ Đạt hay phong chủ khác ghi lại. Nó trình bày một môn vô pháp cực kỳ kỳ lạ, có thể làm cho vô sĩ tu luyện nguyên thần thứ hai được xưng là thần thông quảng đại. Tuy nhiên, tu luyện vô pháp này nhất định phải có cảnh giới cực cao, luyện nguyên thần của mình, luyện nguyên thần của mình thành thực chất. Hay, không có một chút tác dụng. Diệp Phúc tiện tay trả lại bản bút ký này về chỗ cũ, lại lấy ra một quyển khác, ánh mắt liền sáng lên nói: "Thân ngoại hóa thân, vô thượng diệu pháp ư?" Bản bút ký này có chữ viết khác với bản vừa rồi Không phải là của cùng một vị phong chủ lưu lại Tù luyện thân ngoại hóa thân Cần cảnh giới cao tới đáng sợ Đối với ta mà nói Cũng không có một điểm tác dụng nào cả Diệp Húc từng quyển xem xuống Chỉ thấy Có nào là tâm đắc ma thiên pháp Bất tử chân thân chú giải Nào là cao cực đạo thiên la đại pháp Đều cần phải có tu vi cực cao Nếu đổi lại là bách hoa cung chủ Hoặc lệ tượng dương Những cường giả kia ở đây nhìn thấy tất cả thì sẽ như si như mộng như lấy được trọng bảo vậy tuy nhiên những bút ký này ghi lại đủ loại pháp môn đều cần cảnh giới cực cao đúng là có rất ít tác dụng với diệp húc còn không bằng cho hắn một quyển tâm đắc tu luyện tới tam chân cảnh tuy nhiên tâm đắc tu luyện tới tam chân cảnh tinh chủ đại điện thực sự không có dù sao đối với vị thái thượng trưởng lão tu vi cảnh giới cực cao mà nói tam chân cảnh thực sự là quá thấp không đáng để cho bọn họ phải chú ý tới chẳng lẽ không có một quyển sách nào có tác dụng hay sao Diệp Húc buồn dầu vạn phần Lại không biết mỗi một bản bút ký ở đây Nếu như tùy tiện bỏ ra một quyển mà nói Đủ để không ít vui sĩ tranh đoạt đến vỡ đầu Thậm chí còn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu nữa Vẫn là từng bước tu luyện vậy Chậm rãi mà tu luyện vậy Hắn tâm niệm vừa động Mi tâm mở ra Đại chu thiên tinh đấu trận đồ Xoay tròn bay ra ngoài điện Ông ông mấy tiếng liền bao phủ lấy hơn 10 dặm đỉnh núi lập tức dẫn dắt chu thiên tinh lực cuồn cuộn hạ xuống không ngừng trận đồ này dần dần trở nên ảm đạm chỉ còn lại có 365 tòa tinh đấu, vô số ngôi sao lơ lửng ở trong không trung. Nó chiếu rọi quan tinh phong giống như thiên cảnh nhân gian, tinh tú như biển. Diệp phúc túy để trận đồ hấp thu tinh lực, chính mình đi ra khỏi đại điện, chỉ thấy có rất nhiều nô bộc quỳ ở ngoài điện. Đứng lên đi. Tạ ơn phong chủ. Những nô bộc này đứng dậy, có người đi xử lý linh điền, có người đánh bạo tiến lên chờ đợi sai khiến bất cứ lúc nào. Diệp Phúc đưa tay, một gã nô bộc bước tới phía trước cười nói, ở phòng chủ có gì chỉ báo Người đi tổng đàn thông chi một tiếng Nói vệ phong chủ đã quá cố rồi Còn nữa nếu gặp được tiết trưởng lão thay ta mắng lão một trận Diệp Húc thầm nghĩ một chút nói À nhân tiện giúp ta mắng lỗ trưởng lão một câu Phải mắng lão trước mặt Nhớ, nhớ rõ chưa Người hầu kia mặt như múp đắng Vội vàng vâng vâng dạ dạ Chạy như bay tới tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông Những người khác thì hắn như thế Có chút thông cảm Nhìn theo hắn đi xa thầm nghĩ Tiểu tử này nếu thật sự giáp mặt mà nhục mạ tiết trưởng lão Lỗ trưởng lão Như vậy thì chết chắc rồi Diệp Phúc lại biết tiết trưởng lão cùng lỗ trưởng lão Hai người này tuyệt đối không vì vậy mà xử lý người đô bộc này Nhiều nhất chỉ cười mắng một câu Dù sao hai người bọn họ cũng đối lý An bài cho mình bái một vị thái thượng trưởng lão Gần đất xa trời làm sư phụ Hắn nhìn về phía tám tòa vô hồn giới Trên quan tinh phong thầm nghĩ Đại điện tinh chú Xem ra là trung tâm trận pháp của quan tinh phong này ta còn chưa có thể tế luyện được vu bảo. chỉ có tám tòa vu hồn giới này mới là bảo vật chân chính thôi qua nhiều thế hệ phong chủ quan tinh phong đều luyện chế vu bảo của mình vu bảo của bọn họ tài liệu đều cất bên trong ngọc lâu sau khi bọn họ chết bảo vật đương nhiên là ở trong vu hồn giới rồi nếu muốn lấy những bảo vật này chỉ có tự mình tiến vào vu hồn giới khác với vu hồn giới ở mã đập hồ vu hồn giới này cũng không có thiết lập cấm chế bởi vậy người có thể tự do tiến vào không cần lo lắng bị cấm pháp gạt bỏ hoàn toàn có thể nói tám tòa vô hồn giới này của cải bên trong tuyệt đối còn muốn kinh người hơn vô hồn giới mã đạp hồ không biết bao nhiêu lần diệp húc đang định tiến vào một tòa vô hồn giới đột nhiên có một thanh âm nhẹ nhàng truyền tới diệp phong chú diệp sư đệ có ở đây không hắn theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy một thanh niên áo trắng đáp xuống đỉnh núi người thanh niên này nhìn tuổi tác không lớn giống như diệp phúc vậy nhưng có một khí độ ung dung dường như trong tay nắm giữ sinh mệnh của ngàn vạn người vậy mi mắt của hắn mang theo một chút ai thương ánh mắt tăng thương dường như không phù hợp với tuổi tác bên ngoài hắn nhìn về phía tinh chủ đại điện mà thở dài tổng đạo tới chậm một bước không thể đưa tiễn vệ sư thúc một đoạn đường diệp phúc nghi hoặc lên tiếng hỏi ồ oh, vị sư huynh huynh là thiếu niên áo trắng thản nhiên nói à ta họ ứng tên một chữ thiếu tự là tông đạo à hóa ra là ứng huynh tiểu đại họ diệp tên húc tự là thiếu báo diệp húc chắp tay nói Ứng tông đạo nghi hoặc lên tiếng Sao? Ngươi chưa từng nghe qua tên của ta sao? Diệp Húc lắc đầu nói Cũng không có Tiểu đệ vừa mới trở thành đệ tử của Thánh Tông Đúng là còn chưa biết gì về Thánh Tông cả Vừa mới có sư phụ Thì sư phụ lại cưới hạc quy tiên rồi Ứng tông đạo mặt cười nói Đây là lỗ sư đệ Tiết sư đệ nghịch ngợm Bọn họ lo lắng ngươi là gian tế của Chu thiên tinh cung Cho nên mới có hạ sách này thôi Hai cái người này thật sự là rất cản quấy mà Lỗ trưởng lão, Tiết trưởng lão, hai người tuổi tác đã rất lớn, nhưng trong miệng hắn lại biến thành sư đệ. Diệp Húc lúc này không khỏi buồn bực. Ứng tông đạo này tuổi tác tuyệt đối lớn hơn so với bề ngoài rất nhiều, không biết hắn làm như thế nào duy trì được dung mạo không thay đổi. Ứng tông đạo ngẩng đầu, nhìn về phía Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ, lộ ra thần sắc tán thưởng mà nói: "Chu Thiên tinh đấu cấm điển, không hổ là tuyệt học tinh cung, tuy nhiên người tu luyện tinh đấu cấm điển chỉ tốt ở bên ngoài, còn không được chân truyền của tinh cung, chỉ có thể cùng vũ sĩ bình thường tranh hùng nhưng gặp được vũ sĩ chân chính sẽ không chịu nổi một kích đâu diệp phúc lơ đánh trước đây mình một đường đánh tới không biết bao nhiêu người đã chết ở dưới tay mình ứng thông đạo nhìn thần sắc của hắn chân nguyên ngưng tụ thành mây ở trên đỉnh đầu thản nhiên nói diệp sư đệ ta tự phong bế tu vi đồng dạng là tan chân cánh chân nguyên nhất phẩm người sử dụng tất cả bản lĩnh của ngươi công ta đi cho ngươi xem vũ sĩ chân chính khác biệt như thế nào Diệp Húc ánh mắt lộ ra dị sắc, hắn lấy tu vi chân nguyên nhất phẩm đại sát tứ phương, ngay cả mộ dung thủy, triệu du, cao thủ ngũ phẩm như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí bị hắn liên tục giết mấy người, đánh những người này tối tăm mặt mày, khiến cho những nhân vật thiên tài cao cao tại tượng này cũng không còn một chút mặt mũi nào cả. Khẩu khí của ứng tông đạo cực lớn, không ngờ lấy tu vi chân nguyên nhất phẩm đối với hắn, khiến cho hắn không khỏi nổi lên hiếu thắng ở trong lòng. Vũ sĩ chân chính sao? Chẳng lẽ hiện giờ ta cũng phải là vũ sĩ chân chính ư? Hắn khẽ nhúc nhích toàn thân, trong nháy mắt đã đi tới trước người của ứng tông đạo, lòng bàn tay vừa lật, bản long kim trượng lập tức hiện ra trong tay, âm ầm, ầm mấy tiếng, kim trượng bị chân nguyên của hắn thúc giục, trở nên to lớn như một cây kim trụ hình lục lăng vậy, thật mạnh, ảo ảnh hiện lên đánh xuống, làm cho không khí đè sập xuống, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đấy, chân nguyên của Diệp Phúc dũng mãnh tiến vào trong bản long kim trượng. Hắn quan tưởng hình dạng của thanh dao, lập tức kích phát ra uy thế cực kỳ lớn của kim trượng. Hai đầu kim dao từ trong kim trụ bay lên, cắt ngang tới ứng tông đạo. Không những như thế, bên trong kim vân trên đỉnh đầu của hắn, từng đầu dao long được bay ra. Nó giống giận một tiếng xuất hiện ra trên dưới 100 đầu kim dao bao phủ lấy ứng tông đạo. Từ bốn phương tam hướng mà ép tới, giết gào, bao vây lấy hắn. Diệp Phúc nói động thủ là động thủ, vừa ra tay đã cương mãnh vô cùng. Một trượng nện xuống, hơn nữa còn là kim dao tiễn, quần dao loạn vũ, thế công mãnh liệt làm người ta phải chố mắt. Thực lực của hắn đã có thể đem uy lực của bản long kim trượng hoàn toàn phát huy ra phối hợp với thanh dao kiểu kích có chút không kém một kích mạnh nhất của triệu du cầm chiến kích ở trong tay phát ra thực lực của ngươi rất không tồi kỹ xảo chiến đấu cũng cực cao khó trách có thể trổ hết tài năng nguyên trong những nhân vật thiên tài được ứng tông đạo tán thưởng một câu ngư khí giống hệt như của diệp phúc vậy hắn chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn bà long kim trượng hạ xuống trên đỉnh đầu của hắn hình thành một đám mây bằng chân nguyên đột nhiên từ trong đám mây bay ra mấy trăm ánh đao tinh tế giống như cá bơi lội cao thấp tung bay cực kỳ sinh động làm cho người ta có một cảm giác sinh động giống như thật vậy chỉ nghe mới thấy tiếng xẹt xoẹt không dứt bên tai nhưng ánh đao này không ngừng xé nát những kim dao chân nguyên của diệp húc nó giống như bảo đinh giải ngưu vậy thành thục vô cùng những ánh đao này sau khi phân giải kim dao xong không ngờ cũng hóa thành mấy trăm đầu dao long trước khi bản long kim trượng đánh xuống liền chân trúc chui vào trong bản long kim trường thế ứng thông đạo quát lên một tiếng diệp húc lập tức cảm thấy bản long kim trượng bỗng nhiên bài xích chân nguyên của mình không ngờ bài xuất ra chân nguyên của hắn còn chưa tới một hiệp bản long kim trượng dĩ nhiên đã thay đổi chủ ứng tông đạo chân nguyên hóa thành bàn tay to nhẹ nhàng cầm lấy kim trượng ở trong bàn tay của mình kim giao tiến của diệp phúc cũng bị hắn dễ dàng phá vỡ hóa thành hai đầu kim dao ngoan ngoãn rơi xuống phía trên kim trượng ứng sử huynh người sao cũng biết thanh dao kiểu kích vậy diệp phúc chỉ cảm thấy khó có thể tin được ứng tông đạo thanh dao kiểu kích quả thực so với hắn còn muốn tốt hơn còn muốn linh hoạt thiên biến văn hóa hơn ứng tông đạo đoạt được bản long kim trượng của hắn chỉ sử dụng hai loại vu pháp thậm chí không hề động tới vu bảo tới giờ vẫn chắp tay sau lưng đứng nguyên một chỗ lang cang lang cang bản long kim trượng bị hắn hất ra một bên thân là vũ sĩ chân nguyên kỳ phải hiểu được tế luyện vu bảo là như thế nào mới không bị đối phương đoạt đi vu bảo người chỉ có dùng chân nguyên thúc giục vu bảo thế nhưng lại không hiểu được cái gì là tế cái gì kêu là luyện bởi vậy mấy dễ dàng bị ta cướp đi vu bảo còn về phần thanh giao kiểu kích Môn vô pháp này uy lực không tồi, ta tập qua hai tháng, giải phẫu một con thanh dao mới tu luyện tới cảnh giới tuyệt đỉnh này. Ứng tông đạo, tâm niệm hơi động, hai đầu dao long từ trong tay áo của hắn bay ra. Đây là dao long chân chính, hắc dao tu luyện ra nguyên đan, mang theo khí tức vô cùng khủng bố, làm người ta không lạnh mà run. Hắn mỉm cười nói. Thanh giao kiểu kích, loại vô pháp này muốn thành tựu cao nhất chính là khống chế dao long chân chính. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả ảo thai kỳ, cũng có thể bị cắt chết được. Tuy nhiên, Luyện tới một bước này cũng không dễ dàng gì đâu Ngươi còn cần tới thiên ma nguyên hóa chân kinh Học được pháp môn tế luyện yêu thú bên trong đó nữa Diệp Phúc không khỏi hít một ngụm lãnh khí Thiên ma nguyên hóa chân kinh là tâm pháp chấn giáo của Bách Khoa Cung Lấy ưu thú làm vũ bảo, uy lực rất mạnh Nếu lấy được thiên ma nguyên hóa chân kinh Thúc dục thanh giao kiểu kích, ngự khống giao long chân chính Chỉ sợ ngay cả một ngọn núi cũng có thể dễ dàng mà cắt đoạn Ứng tông đạo thu hồi hai đầu hắc giao Như trước chắp tay sau lưng, mỉm cười nói Người còn có thủ đoạn gì vậy, tận lực sử dụng ra đi diệp sư đệ nếu người có thể bức ta vận dụng hai tay liền tính là người thắng diệp phúc khít một hơi thật dài ổn định tâm thần thủ đoạn của ứng tông đạo quả thực vượt quá hắn không chỉ một bậc người này thủy chung đều là dùng tu vi chân nguyên nhất phẩm tuyệt không có nửa điểm vượt qua lại có thể vững vàng khắc chế bản long kim trượng của hắn thiết thuyết chiến kỳ lấy ra nữa cũng là vô dụng khẳng định sẽ bị hắn dễ dàng thu đi thôi những vô bảo khác càng thêm vô dụng chỉ có tinh đấu trận đồ mới có thể tranh phong được với hắn ta Diệp Phúc tâm niệm vừa động, tinh đấu trận đồ lập tức hạ xuống, vây ứng tông đạo ở bên trong. Một ngôi sao cực kỳ to lớn, giết gào, đánh thẳng tới ứng tông đạo. Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ là hắn cực cực khổ khổ luyện chế mà thành. Từng viên tinh châu được hắn tế luyện rồi đặt vào trong đó bày trận. Bởi vậy Diệp Phúc đúng là vô cùng quen thuộc với trận đồ này. Ứng tông đạo muốn cướp lấy căn bản là không có khả năng. Ở trong Thiên Ma Sách, Diệp Phúc dựa vào trận đồ này mà vây khốn hơn 70 danh Hỗn Nguyên Kỳ vô Sĩ uy lực mạnh mẽ so với mảnh vỡ đại diễn thần trung không kém chút nào tinh đấu đại trận vây ứng tông đạo ở bên trong diệp phúc tay cầm thái dương tinh phiên chiếm cứ trận nhãn huy động đại kỳ ra sức mà quấy lập tức chu thiên tinh đấu giống như nước sôi trào cuồn cuộn như thủy triều đè ép về phía ứng tông đạo đồng thời chấn áp mộ dung thủy cùng hơn 70 danh vu sĩ khiến cho khó khăn của diệp phúc rất lớn chỉ có thể miễn cưỡng với khốn bọn họ thế nhưng vào lúc này đối phó với một mình ứng tông đạo mà nói hắn có thể thông dong hơn nhiều có thể thi triển ra trận đồ côi lực lớn hơn nữa đằng xà hóa thân dị tinh hoán đấu ứng đông đạo vẫn nhẹ nhàng hai tay chắp sau lưng trong đám mây chân nguyên trên đỉnh đầu đột nhiên một con đằng xà dài cả trăm mét lao ra ngàn vũ ngàn cánh mỗi một vũ mau bao lấy một ngôi sao thân hình vặn vẹo lập tức đánh loạn lên đại trận chu thiên tinh đấu sao là đằng xà hóa thần chân kinh của mộ dung gia sao giờ phúc chỉ cảm thấy Đằng sau này khi tiến vào bên trong Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ của hắn, dường như biến thành một thành viên bên trong Chu Thiên Tinh Đấu, đồng thời tinh đấu không thể công kích tới nó được. Mà đằng xa khẽ nhúc nhích, liền khiến cho Chu Thiên Tinh Đấu loạn cả lên, không thành trận thế. Đằng xa hóa thần chân kinh của ứng tông đạo, so với mộ dung thủy thì tinh diệu hơn không biết bao nhiêu lần, đủ để di tinh hoán đầu. Hắn huy động Thái Dương Tinh Phiên vẫn không thể ngăn lại xu thế hỗn loạn của Chu Thiên Tinh Đấu. Ta từng giao thủ với Chu Thiên Tinh Cung, đối với trận đồ đại chu thiên tinh đấu cũng có hiểu biết qua có lẽ còn sâu sắc hơn cả ngươi kìa bởi vậy mới có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp của ngươi được ứng tông đạo mỉm cười mà nói tuy nhiên nếu ngươi đem đại chu thiên tinh đấu trận đồ hoàn toàn luyện thành 365 tỏa tinh đấu đều có một lá tinh phiên chủ trận mà nói ta liền không thể phá khai được rồi diệp phúc thấy tinh đấu đại trận cũng không hề nề hà được hắn không khỏi có chút suy sụp đột nhiên hắn tới khởi mảnh vỡ đại diễn thần trung nào ngờ chưa kịp đập xuống thì đã nghe thấy đương đương mấy tiếng ứng tông đạo đã tiên phát chế nhân tế khởi bản long kim trượng gõ vài cái lên mảnh vỡ đại diễn thần trung mảnh vỡ đại diễn thần trung này bị hắn khống chế độ cong hướng về phía diệp phúc lập tức chấn cho diệp phúc thất điên bắt đảo mắt tóe ngàn sao đừng đừng gõ ta ta thua rồi diệp phúc thân hình không xong có chút chua sót mà nói hắn xuất toàn bộ thủ đoạn của mình rồi cũng không nề hà được ứng tông đạo thậm chí thủ đoạn sở trường nhất của mình cũng bị đối phương dùng để đối phó với chính mình trong lòng lập tức mất mát vô cùng ta cùng với vô sĩ chân chính tranh lệch thực sự là lớn như vậy hay sao thậm chí thậm chí không có sức phản kháng hay sao ứng tông đạo tán đi chân nguyên bỏ lại hết thẻ bản long kim trượng và mảnh vỡ đại diễn thần trung hắn thản như nói kỳ thực tranh lệch của ngươi cũng không phải là quá lớn đâu chỉ có điều ngươi tu luyện không có hệ thống bởi vậy mới dễ dàng bị người khác khắc chế mà thôi diệp phúc ngẩng đầu thần thái đờ đã nói ta ta không có sư phụ ứng tông đạo thở dài ngẩng đầu nhìn về phía hoàng tuyển ma tông tổng đàn rồi từ từ nói cho nên ta mới nói tiết sư đệ cùng lỗ sư đệ là có chút cản quấy vệ sư thúc thọ nguyên đã hao hết nguyên thần tán loạn vốn không thể dạy bảo người khác được nữa rồi hắn chậm rãi men lên hướng tổng đàn mà đi diệp phúc ca giọng nói ứng sư huynh như thế nào mới có thể trở thành vũ sĩ chân chính đây ứng tông đạo thanh âm từ xa xa chuyển tới vũ sĩ chân chính trong lòng có vạn pháp pháp tùy tâm mà ra theo ý của mình Ngươi trong lòng chỉ có vài loại pháp môn Như thế nào trở thành vũ sĩ chân chính được Thạch cố thư viện của thánh tông ta Có vô pháp vạn cuốn Tâm pháp vạn quyển Thập vạn đại sơn Có đủ loại dị thú Đủ loại di tích Muốn trở thành vũ sĩ chân chính Phải xem chính ở ngươi rồi Trong lòng có mãnh hổ Mãnh chí ở trong ngực Lấy ngực bụng làm tay Trời đất thì có sợ chi đây à, 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 Hắn cười ha hả Biến mất ở xa xa Chỉ còn lại một điểm trắng Diệp Phúc nhìn theo hướng hắn đi lẩm bẩm mà nói thạch 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 cố thư viện nữ hẳn là thư cố của hoàng tuyển ma tông ta rồi không biết ở toàn linh sơn nào đấy hắn phất tay gọi một nô bộc tới hỏi người người biết thạch cố thư viện là ở nơi nào không nô bộc kia cũng quýt cười nói thạch cố thư viện chính là trung cố sơn cách tổng đàn một toàn linh sơn rất dễ phân biệt phong chủ đi tới nơi đó nhìn một cái liền biết liền Diệp Húc lúc này đứng dậy thẳng tới tổng đàn mà đi, hắn thầm nghĩ, tám tòa vô hồn giới để ở trong này cũng không thoát được, hiện giờ học thêm vào loại sở học rồi mới là đúng đắn kìa. Nếu không cho dù lấy được bảo vật trong vô hồn giới cũng dễ dàng bị người ta cướp đạt mất thôi. Lại nói, ứng tông đạo còn chưa đi vào tổng đàn Ma Tông, đám người tiết trưởng lão đã xông tới, lỗ trưởng lão cung kính nói, tổng chủ, tiểu tử kia có phải gian tế không? Ứng tông đạo lắc đầu mà nói không phải, đại chu thiên tinh đấu cấm điện của hắn cũng không có toàn diện, rất nhiều thứ cũng khác biệt. Hẳn là Vũ Sĩ Hoàng Dã không biết lấy được cấm điện không trận vẹn này từ đâu ra đấy. Hai người nhẹ nhàng thở ra, Tiết Trường lão cười nói: "Nếu không phải là gian tế, như vậy có thể cho hắn một sư phụ, miễn cho hắn chỉ hoãn tiền đồ." Lỗ trưởng lão cười nói: "Tiểu tử này, vừa rồi còn phái người tới mắng ta, nô bộc kia cũng thật là lớn mật, quả nhiên há mồm mắng chỉ ta thật, đúng là rất hứng thú." ha ha ha. ha. Tuy nhiên, thực lực của hắn đích xác cũng không kém, đáng giá để tài bồi. Ứng Tông Đạo lắc lắc đầu nói. Thánh Tông ta cũng không có đại chu thiên tinh đấu cấm điển. Ai tới dạy hắn đây? Chẳng lẽ mời một vị trưởng lão trong tinh cung tới hay sao? Hai người ngơ ngác nhìn nhau, ứng Tông Đạo chắp hai tay sau lưng rồi mỉm cười nói. Để hắn tự mình cân nhắc đi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Phúc cung hướng tổng đàn ma tông bay tới, xa xa, hô to mà nói ứng sư huynh, tiểu đại học có chút thành tiệu, tiếp tục tới tìm người solo. Tiết trưởng lão và lỗ trưởng lão sợ tới mức mặt không chút sắc, không biết phải làm sao. Ứng tông đạo cười cười, xoay người đi tới tổng đàn. Hề, hiện giờ người trẻ tuổi đúng là tinh thần phấn chấn bồng bột mà. Diệp phúc bay qua tổng đàn hoàng tuyển ma tông, lướt mắt một cái đã nhận ra được vị trí của thạch cổ chống đá thư viện, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Trung cổ sơn này hình dạng như một cái chuông lớn úp ngược xuống, chiều cao ngàn trượng, rất là kỳ lạ. Trên đỉnh ngọn núi này có một cái thạch cổ thật to, cao chừng 10 trượng, lộ thiên, túy để cho gió tắt mưa xa cũng không biết có tác dụng gì. Diệp Phúc nhìn ra không ít đệ tử Ma Tông. Đứng ở trong dưới thạch cổ mà suy nghĩ thất thần cái gì đó, có người vây quanh thạch cổ mà đi tới đi lui. Cũng có người hai tay đẻ lên thạch cổ, dường như muốn điều động chân nguyên toàn thân, lấy thạch cổ không chút động tĩnh gì mà chỉ ầm lên trong lòng hắn không khỏi có chút tò mò rơi thẳng xuống núi trung cổ lập tức có một đệ tử ma tông nghênh tiến lên đón tiếp vui cười nói à, vị sư đệ này hắn là đệ tử mới tiến nhập vào tông phải không tại hạ là vũ văn hạo sư đệ xưng hô như thế nào là môn hạ của sư thúc nào vậy diệp phúc đánh giá hắn vài lần chỉ thấy vũ văn hạo chân nguyên nội liễm khí thế ẩn giấu tu vi rất là kinh người rõ ràng là cường giả đan đỉnh kỳ đã tới trình độ sắp cô động nguyên đan rồi lúc này mới chắp tay nói quan tinh phong môn hạ vệ đạt. diệp húc vũ văn hạo sắc mặt kẽ biến vội vàng không người tiên lễ chỉnh sắc mà nói à, hóa ra là diệp sư thúc tiểu chất lỗ mãng rồi hắn không khỏi nói thầm trong lòng mẹ nói chứ lão tử vốn định kiếm tiền tên 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 người mới gà mờ này kiếm thêm một khoản thu thập không nghĩ tới đụng phải sư thúc cả à? diệp húc diệp húc chính là diệp thiếu báo đã làm cho tiết sư thúc cùng lỗ sư thúc mặt mày sắm cho hay sao hắn sao lại bái nhập làm môn hạ của vệ sư đạt sư tổ vậy tự nhiên hơn chúng ta một mũi phận kìa à không có gì giờ phúc phất tay cười nói người không biết cũng không có tối hắn nhìn về phía chứa nhiều thạch cổ cười tùm tìm ra nói à, vũ văn hiển chất những thạch cổ này đều có tác dụng gì vậy vũ văn hạo niên kỷ còn lớn hơn hắn tới hơn hai chục tuổi lại bị hắn gọi là hiển chất lập tức về mặt đau khổ nói à, sư thúc có điều không biết những thạch cổ này là vua bảo mà nhiều thế hệ cao thủ thánh tông ta đã luyện chế thành gọi là thạch cổ thiên thư mỗi một tạch cổ này ghi lại một môn pháp quyết có tâm pháp vu pháp trận pháp rồi thì đan phương luyện khí chi pháp tế luyện phương pháp nhiều không đếm xuể các đệ tử đều có thể tiến vào trung cổ sơn này để học tập những pháp môn này diệp phúc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên trung cổ sơn ước chừng có hơn vạn tạch cổ cũng tức là nơi này chứa đựng hơn vạn pháp môn trong lòng không khỏi hoảng sợ vũ văn hạo tiếp tục mà nói tuy nhiên những tạch cổ này tuy rằng đem các loại pháp môn khắc vào trong đó nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao rất là khó khăn tỉ như vô pháp trong thạch cổ này chỉ ghi lại pháp môn tu luyện mà nếu muốn quan tưởng yêu thú dị chúng thì có hai cách kìa thứ nhất là tự mình tìm được thượng cổ dị chủng này cùng phụng huyết thực còn phải xem yêu thú dị chủng này tính tình như thế nào có trong người quan tưởng hay không còn phương pháp thứ hai chính là kích hoạt thạch cổ thiên thư mấy cái thiên thư này bị người luyện chế nhốt vào hình thái của thượng cổ dị chúng kích hoạt thiên thư này thì hình thái của dị chủng sẽ nhảy vào trong đầu của người khi kích hoạt ờ, tự nhiên sẽ đạt được tinh túy của vua pháp này thôi nhưng chỉ có điều muốn kích hoạt thạch cổ thiên thư tù vi thấp nhất cũng phải là đan đỉnh kỳ kia diệp phúc không khỏi tò mò vạn phần hắn cười nói <cười> vũ văn sự đề hết vì sao lại có hạn chế này vậy vũ văn hạo lại cười khổ nói <cười> đây là một loại vơ vét của cái sư thúc không có bao nhiêu thời gian để truyền thụ từng tí một liền đem pháp môn mình tinh thông luyện chế thành thạch cổ thiên thư chúng ta muốn học được loại kế thừa này liền vận dụng chân nguyên kích hoạt thiên thư kể từ đó chân nguyên của chúng ta sẽ bị chứa đựng bên trong thiên thư càng tích thì càng nhiều những sư thúc này có thể thông dòng thu đi chân nguyên này dùng để luyện chế vu bảo à, tuy nhiên à, kích hoạt thiên thư cần một nửa tu vi của vũ sĩ đan đỉnh kỳ tương đương với việc đem một nửa tu vi công hiến ra bên ngoài việc này chính là những lão gia hỏa kia đã buôn bán lời một món lớn từ chúng ta rồi diệp phúc phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy nơi đây thạch cổ thiên thư nhiều không đếm xuể rất nhiều đệ tử tới đây kích hoạt thạch cổ đạt được truyền thừa bên trong tuy nhiên vẫn là có rất nhiều người ủ rũ hiển nhiên tu vi chưa tới cống hiến chân nguyên không công lại không thể kích hoạt được thiên thư đạt được truyền thừa đạt được truyền thừa thiên thư còn có đường tắt khác đó chính là trực tiếp dùng linh mạch quán nhập vào trong thạch cổ kích hoạt thiên thư vũ văn hạo cười nói linh mạch nhất giai ước chừng có thể kích hoạt được 200 thạch cổ thì sẽ hao hết Uh, linh mạch tuy rằng cũng không hiếm thấy nhưng phần lớn đều bị các phong chủ các phong thu giữ cả rồi bởi vậy còn không có bậc bại gia tử đại phú hào nào cả mà dám dùng linh mạch đi kích hoạt thiên thư đâu cho nên mới có những người như tiểu chất đấy uh, tìm kế sinh nhai tiểu chất chính là giúp đỡ người khác đi kích hoạt thiên thư thu một chút tiền uống trà nước thôi diệp phúc liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cười nói à, sư đệ mấy ngày nay nhất định đạt được không ít chỗ tốt rồi phải không vũ văn hạo cười ha ha tự đắc nói À, chỗ tốt còn chưa nói tới tiểu chất 10 năm trước bái nhập làm môn hạ thánh tông 3 năm bái nhập làm môn hạ thánh tông ba năm trước khổ tu tiết đan đỉnh kỳ bất hạnh không đủ tài liệu luyện chế phải món vu bảo hộ thân liền coi đây là công việc vậy 3 năm nay cũng muốn bán được một chút lời lãi rồi luyện chế được hai kiện vu bảo cấp chấn giáo hắn vẻ mặt đau khổ nhìn về phía những vu sĩ khác có không ít người lúc này đang đi tới đi lui hiển nhiên là cạnh tranh với hắn lẩm bẩm mà nói người nhiều thì thịt ít à bọn người kia và lão tử cạnh tranh chèn ép giá cả hiện tại cuộc sống của ta càng ngày càng dễ chịu lắm mà ừ, sư thúc à người nếu muốn tới đây học tập vu pháp tiểu chất khuyến mãi cho người hai phần chỉ lấy 20 kiện vu bảo bình thường thôi diệp phúc cười ha hả nói vu bảo ta ngược lại cũng không hề ít tuy nhiên những vu bảo này sư thúc ta còn có chỗ dùng kèo kiệt mà vũ văn hạo nói thật một câu bên cạnh chuyển tới một tiếng hờ lạnh diệp phúc nhìn theo tiếng cười chỉ thấy triệu du cửa lạnh đi tới tùy tay tung ra 20 kiện vu bảo lên tiếng nói vũ văn sư huynh đây là 20 kiện vu bảo bình thường thay tiểu vương mở ra thạch cổ này tiểu vương phải tu luyện chu tức chân viêm đại pháp ở trong đấy vũ văn hạo thu hồi những kiện vu bảo này cười tủm tỉm rồi nói hey, triệu sư đệ nếu người muốn học tập mà nói thấp nhất là 25 mươi kiện vu bảo không giảm giá được đâu triệu du nghe vậy sắc mặt cứng đờ cả giận mà nói vì sao hắn 20 kiến mà bổn vương lại là 25 kiến? Vũ Văn Hạo thản nhiên mà nói. Hắn là sư thúc, ngươi là sư đệ, bối phận khác nhau rồi. Vì huynh có thể ép giá được thì phải ép, không thể ép được thì phải lấy lòng thế thôi. Triệu Du giận tím mặt. Trả bản vương 20 kiện vũ bảo kia đi, ta sẽ tìm người khác vậy. Vũ Văn Hạo mặt mang theo nụ độ cười độc ác, cười ha hả nói. Tới tay của ta rồi, còn muốn ta nhổ ra sao? <laughs> người nghĩ thật hay nha. Người gia nhập thánh tông ta, còn mở mồm ra là kêu một tiếng bổn vương hm, tiểu tử thối ngươi cho rằng thập vạn đại sơn là triều đình đại tần của ngươi hay sao còn mẹ nó chứ chạy về tìm sư phụ ngươi mà khóc nhè đi thôi triệu du tức giận cả người phát run hừ hừ mà rời đi vũ văn hạo cười ha hả thái độ ác liệt tới cực điểm đổ thêm dầu vào lửa mà nói rằng người đi tố giác ta đi đi tìm sư phụ của ngươi mà tố giác ta đi còn mẹ nó chứ mở miệng là bổn vương chưa từng thấy qua ai dám kiêu ngạo như ngươi cả dám ở trước mặt sư huynh mà ra vẻ lão đại nếu ra khỏi thập vạn đại sơn lão tự đầu một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết được ngươi kia triệu du bị hắn làm cho tức giận suýt nữa hộc máu bộ mặt âm mưu lạnh lẽo hung hăng liếc mắt nhìn hắn cũng không dám gây chuyện gì nữa diệp phúc không khỏi nhìn vũ văn hạo vài lần người này vẫn nho nhã lễ độ lúc này đột nhiên biến đổi sắc mặt không ngờ lại lộ ra vẻ hung hắc tới như vậy người này còn nói triệu du thế tử kiêu ngạo hắn quả thực còn kiêu ngạo hơn cả triệu du gấp chục lần thật sự là có cá tính mà Diệp Phúc khẽ mỉm cười, tế khởi Ngọc Lâu, lấy ra 20 kiện vũ bảo, giao cho Vũ Văn Hạo rồi cười nói. <cười> vũ Văn Sư Điết, 20 kiện vũ bảo này là phí giúp ta giải quyết nghi hoặc, không thể cho ngươi tốn sức không công một hồi được. Vũ Văn Hạo vừa mừng vừa sợ, trần chừ một lát rồi vội vàng cười nói. <laughs> Sư Thúc thực sự hào phóng, tuy nhiên những vũ bảo này tiểu chất cũng không thể thu, vô công bất thụ lộc người giáo huấn triệu du một trận khiến cho sư thúc cũng rất vui vẻ đây là công lao của ngươi diệp phúc đem vu bảo cho hắn không thèm để ý tới một mặt thạch cổ cẩn thận đánh giá thạch cổ này ghi lại đúng là vu pháp mà triệu du đã nhìn trúng tên là chu thức chân viêm đại pháp có tám thức trên thạch cổ chỉ đạo tu luyện chính là chu thức chi hình muốn hoàn thiện được vu pháp này lấy được tinh túy của vu pháp phải kích hoạt thạch cổ thiên thư đạt được hình thái của chu thức ở bên trong đấy diệp phúc ghi nhớ chú thức chân viêm đại pháp ở trong đầu nghiền ngẫm mấy lần hiểu rõ ràng lúc này hắn mới tới khởi ngọc lâu tới khởi thiết thuyết chiến kỳ dùng sức dung lên liền chấn vỡ một bạch ngọc đài ở trong đó linh mạch trào ra giống như bạch dao mà vặn vẹo dường như muốn chui vào trong mặt đất trốn đi vậy hắn giơ một chảo lập tức năm đạo dao long khí từ trong năm đầu ngón tay dài hóa ra thành năm đầu dao long dài tới mấy chục mét bắt chặt lấy đều linh mạch này lúc trước ở trong bảo hồn giới trong tây hoang đại mạc tu vi của Diệp Phúc mới đạt tới dung nguyên kỳ, căn bản không thể hàng phục một điều linh mạch. Linh mạch nhẹ nhàng chấn động sẽ làm cho nguyên khí của hắn bị đánh tan tác. Nhưng hiện tại, hắn đã tu luyện tới chân nguyên nhất phẩm, chất lượng chân nguyên vô cùng cao, dễ dàng bắt được điều linh mạch này. Diệp Phúc bắt lấy linh mạch này, nhẹ nhàng đả qua thạch cổ thiên thư, lập tức ở bên trong thạch cổ thiên thư hiện ra hấp lực rất lớn, cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí. Sau một lúc lâu, trong thạch cổ truyền ra một tiếng kêu to trong trẻo, chỉ thấy một con chu tước từ bên trong thạch cổ bay ra bỗng nhiên bay thẳng vào trong đầu của hắn diệp phúc nhắm hai mắt lại chỉ thấy đầu chu tước kia nhảy múa trong đầu của hắn cấu tạo thân thể khắp nơi được nhìn thấy rõ ràng tiến hóa ra tám thức của chu tước chân viêm đại pháp các loại pháp môn không cần tu luyện khổ tu liền có thể hiểu rõ ràng môn vũ pháp này uy lực thật lớn không chút kém cỏi so với thanh giao kiểu kích tự động đem chân nguyên hóa thành chân hỏa xây dựng chu tước bất kể là chiến đấu hay phi hành đều cực kỳ tinh diệu thân hình của hắn chấn động phía sau đột nhiên xuất hiện một con chu tước thật lớn nó triển khai hai cánh dài tới mấy chục mét bên ngoài chu tước chân hỏa thiêu đốt thường hực tản mát ra sóng nhiệt kinh người diệp phúc tâm niệm vừa động chu tước khai cánh chấn động xoẹt một tiếng bay ra gần 20 dặm tốc độ thật là kinh người thạch cổ thiên thư này quả nhiên là phương pháp tu luyện vu pháp tốt nhất mà trong lòng diệp phúc mừng rỡ thu hồi chân nguyên đi thẳng tới thạch cổ khác Vũ Văn Hạo nhìn coi mà mắt muốn thẳng ra, lầm bầm mà nói: Tài đại khí thô, tài đại khí thô mà, thật không ngờ là sư thúc của ta, tiện tay có thể lấy ra linh mạch bậc một này để mà tiêu xài. Hẳn là của vệ đạt sư tổ thưởng cho hắn rồi. Có sư thúc tổ bao che, nên chính là sống vô cùng khá khá giả mà. Tuy nói linh mạch có thể kích phát thiên thư, đạt được kế thừa, nhưng chân chính bỏ ra linh mạch để kích hoạt thiên thư lại ít có người làm như vậy, tất cả mọi người đều chỉ dùng tu vi bản thân để mà kích phát hoặc mời sư huynh tu vi đan đỉnh kỳ tới hỗ trợ người trực tiếp dùng linh mạch tiêu xài như diệp phúc đều bị những vũ sĩ khác cho rằng là bại gia tử không có bao nhiêu người có khả năng cùng tài lực như vậy vũ văn hạo lại không biết vệ đạt đã chết đem hết thảy bảo vật của mình cho vào trong vô hồn giới mà linh mạch này là diệp phúc lấy được ở tây hoang đại mạc đi đều là do bản thân mình tích tụ mà được không tới vài canh giờ sau diệp phúc đã học được hết thảy hơn 200 loại vô pháp mà linh mạch trong tay cũng tiêu hao sạch sẽ hắn lại lấy ra một điều linh mạch khác tiếp tục hướng thạch cổ khác mà đi tới lại là một điều linh mạch khác sao vệ đạt sư thúc tổ quả đúng là thương hắn mà liền tiếp cho hắn hai điều linh mạch liền vũ văn hạo bị đả kích tới chết khiếp hồn bay phách lạc không quá lâu sau diệp phúc lại lấy ra điều linh mạch thứ ba rồi thứ bốn rất có tư thế học hết tất cả vu pháp ở thạch cổ thiên thư một lần vũ văn hạo hoàn toàn không biết nói gì nữa kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 43 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị Ở tập 44 sắp tới